Mình có cái dầm có kích thước là cao là 450, rộng là 300. Thì cái dầm này có lớp bảo vệ là 25 mm. Ở đây mình sử dụng thép đai là phi 8 A200. Đai này là có đường kính là phi 8. Khoảng cách của các thép đai này là 200 mm. Thì mình muốn tính cái chiều dài của cái thép đai này như thế nào để mà mình cắt ra và sau đó uốn cong lại. Thì mình sẽ tính theo cái công thức này. Chiều dài cắt của thép đai nó sẽ bằng 2A cộng cho 2B cộng cho hai lần chiều dài móc, rồi mình trừ đi cho những cái điểm uốn cong. Ở cái thép đai này thì mình sẽ có 3 điểm là uốn cong 90 độ và có 2 điểm ở đây là mình uốn cong 135 độ. Chiều dài neo của cái đoạn thép đai này là 10D nha. Neo là 10D. Cái đoạn le ra như thế này 10D. Thì A trong đây A sẽ bằng chiều rộng của dầm trừ đi hai lần lớp bê tông bảo vệ trừ đi hai lần một nửa đường kính của thanh thép. Thanh thép đai của mình là đường kính là bằng 8 đó. Thì B cũng tương tự, B sẽ bằng độ cao của dầm trừ đi hai lần lớp bê tông bảo vệ trừ đi hai lần một nửa đường kính của thanh thép. Thì A của mình sẽ bằng 300 trừ đi 2 nhân 25 trừ đi 2 nhân 4 sẽ ra bằng 242. Tương tự B mình cũng tính ra được là 392. Trong đây thì A là bằng 300 thì nó là cái bề rộng của cái dầm. Rộng là 300 trừ đi 2 nhân 25. 25 là lớp bê tông bảo vệ. Rồi trừ đi 2 nhân 4. 4 là cái 2 nhân 4 bằng 8 đấy. 8 là đường kính của thép đai đó. Rồi B mình cũng tính tương tự. Rồi bây giờ mình sẽ trừ đi cái đoạn uốn cong. Thì cái đai thép đai của mình có 3 đoạn uốn cong là 90 độ. Thì nó sẽ mỗi đoạn uốn cong 90 độ á, thì mình sẽ trừ đi 2D. Thì mình sẽ bằng 3 nhân cho 2 nhân 8 sẽ ra được bằng 48 mm. Và ở đây mình có hai đoạn uốn cong 135 độ. Thì uốn cong 135 độ thì mình sẽ trừ đi 3D. Mà hai đoạn thì mình sẽ bằng 2 nhân 3 nhân 8 sẽ bằng 48 mm. Cuối cùng mình sẽ tính ra được cái chiều dài cắt thép của cái đai này bằng 2 nhân cho 242 cộng cho 2 nhân cho 392 cộng 2 nhân 80 trừ cho 2 lần 48. Mình sẽ ra được là 1332 mm. Đó là cái tổng chiều dài cắt thép của cái thanh đai này cho cái dầm 300 nhân cho 450. Đây là một cái kết tính rất là nhanh và nó giúp mình ra công trình mình có thể tính được cái chiều dài cắt thép của cái đai thép này một cách nhanh chóng.